Tối 22 tháng 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết phối hợp cùng cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ tàu cá gặp nạn ở biển Cần Giờ khiến một người tử vong. Trước đó, 0 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Thành Được sinh 1985, ngụ huyện Cần Giờ, sau khi đánh bắt cá sông ở ngoài khơi thuộc vùng biển Cần Giờ, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, khi đang di chuyển về cảng cá Cần Thạnh thì bị chìm. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có 7 thuyền viên. Lúc này tàu cá khác đã tìm cách cứu được 6 người, còn một thuyền viên mắc kẹt trong tàu. Nhận tin, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều lực lượng phòng PC07 có mặt ở hiện trường để thực hiện việc cứu nạn cứu hộ, mất lộ trình di chuyển hơn 10 hải lý đến điểm tàu lật để tìm kiếm. Tại khu vực có dòng chảy xiết, độ sâu hơn 20 mét nên lực lượng chức năng phải triển khai lặn tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy thuyền viên mắc kẹt trong tàu và đưa lên bờ. Qua nắm thông tin ban đầu, tàu đánh cá trên đường về đất liền trong quá trình di chuyển đã đụng phải cọc đóng đáy do người dân cắm dưới biển, không có tín hiệu báo tàu. Cùng với đó, do trời khuya nên phía tàu đánh cá đâm trúng dẫn tới nước tràn vào, khiến tàu bị lật úp ngay trên biển.